Pì Nọng Sương Điếp là đơn vị mì tàng tuần tra biên cháy bầy tèo nhắn khó, nhất là tàng biạc khẩn ký sâu khen. Máy bần thì đã quá, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Thanh Lòa, bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã tấn sành khảm quá khó khăn, hất tàng bê tông khẩn ký sâu khen tì đơn vị quản lý. Tàng khẩu thâu khen biên trái Diên Bác Hà Thiếp Nhì, Dũng xã Thanh Hòa huyện Cao Lộc, thủy sở Bác Xích, vây tèo khỏ lai, nhất ha khẩu vằn phạ phân. Vì vận cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Thanh Hòa đã lồng thành trần dùng đây ngần chèn của ký cấp ký ngành và cần dân tăng tròi. Trái hết tàng vây tông khẩu thâu khen, tăng hữu việc vây ngòi biên trái đẩy khoay ngài, có phấn ngòi chứng biên trái ổn yên. Đồn biên phòng Thanh Lòa chăn tải hôn hỷ trang thì hết tàng khẩu sâu khen biên trái đẩy ký cấp ngành tăng cần dân tăng tròi, hết đẩy tàng khẩu sâu khen biên trái bệnh ấy tăng hữu bong lầu bay ngòi biên trái đẩy ngài có phấn ngòi trướng ổn yên biên trái. Thì đã qua tứ ký chèn băng tròi và ký lồng thành hết của cán bộ chiến sĩ trang đơn vị đồn biên phòng Thanh Hòa đã lồng kim hết tàng khẩu thâu khen biên trái, theo băng tròi khảm quá ký mòn khò, 6 cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Thanh Hòa, cấp ủy chính quyền ký tổ chức đoàn thể và cần dân tỷ phuông đã cọp chèn công thành hửa ao tâm, theo xảy cán bộ chiến sĩ biên phòng hết tàng khẩu thâu khen biên trái. Chi đoàn trường cáp 66 ón đồn biên phòng Thanh Lòa hết tàng khẩu sâu khen biên trái, bong lầu trăn tải hôn hỷ đẩy toàn cọp công thành hết tàng khẩu sâu khen biên trái, có phấn tăng hữu việc bay ngòi trướng biên trái đẩy khoai ngài. Cần dân bong lầu trăn tải hôn hỷ đẩy toàn cọp xây bộ đội biên phòng hết tàng khẩu sâu khen biên trái, khe ký trái bay ngòi biên trái đẩy ngài. Cần dân bong lầu xây nhất tim khe tâm hát tàng khẩu sâu khen biên trái, hát đầy tàng, cần dân bay hát công cụ ngài. Đồn biên phòng Thanh Hòa quản lý búng biên trái thì tiếp thi cái hình, mỉ nhị tiếp tham sâu khen, xuống xã Thanh Hòa huyện Cao Lộc. Hát tàng tuần tra biên trái tại đồn quản lý, cả này xây la tàng tâm, bay tèo khỏ lai, nhất la ký tàng khẩu sâu khen biên trái. Máy vận 6 ký băng tròi của ký cấp ký ngành, đoàn thể và cần dân. Thân này, đồn biên phòng Thanh Hòa đã hất tàng khẩu đầy chất trang tổng sổ, nhị thiếp tham trâu khen biên trái, đẩy đơn vị quản lý. Vì theo xiên nhị thiếp tham, đồn biên phòng Thanh Hòa quyết tim, đáy bê tông, đẩy tứ chất thân thiếp kha tàng, khẩu thâu khen biên trái.